chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hôm nay là mấy chú cháu, hơi nữa có cha, mẹ thì bữa nay đang ở trong nhà làm công chuyện. Bữa nay Băng sẽ ướp gà, bữa nay mình nướng gà ăn nha cả nhà. Băng mừng được hai con gà nè cả nhà. Hổm gà mua gọng đó bữa nay mới mừng. Thì Băng mừng hai con gà để bữa nay mình nướng nha. Sẵn bữa nay có chú Út ở nhà luôn nè. Rồi chắc cũng đi làm xương xương hả Út ha. Làm xương xương về xương đi. Mùa này làm được không? Tốt. Tốt. Mùa này mà không làm đau bụng lắm. Bây giờ cũng chiều hơi trễ tí xíu rồi. Bây giờ mình tập trung mình làm để nhậu sớm không hả? Nãy giờ anh giới thiệu mà em biết em với anh giới thiệu thiếu một món. Hồi nãy lúc đầu clip là Băng có quay cảnh mà anh Quân với lại cha có làm thiết kế ra cái lò nướng đó cả nhà. Cái lò nướng này là cái lò than lúc trước mà Băng hay nấu đồ nè, mà nó bị sụp á, cái sụp cái nồng ở trong rồi, cho nên cha chế lại để làm cái lò nướng gà nướng đồ ăn nè. Bữa nay mình khai trương cái lò luôn nha cả nhà. Cái lò này mình xây gờ vậy đó cả nhà, chứ không có cho nó dính liền. Để mình muốn đem đi đâu mình đem. Bây giờ thì Băng em làm ốp trước đi. Xong cái cha chuẩn bị còn thiết kế móc cái con gà cái nữa. Xong còn mấy nhúm than. Gia vị nhà có gì nướng đón nha cả nhà. Tại giờ cũng không có đi chợ được đó. Thì Băng có cho miếng muối nè, miếng đường nè, với miếng hạt nêm nè. Và Băng cho miếng bột ngọt vô, cho vài giọt nước tương cho cái màu nó đậm. Cái này là dầu điều, nó vừa tạo màu mà nó thay vì mình bỏ dầu ăn đó, cho nó mềm với lại nó thấm như con gà. Rồi, một xíu nước mắm cho nó đậm đà. Phải có dầu hào thì mình cho miếng dầu hào vô. Trước đây thì hai vợ chồng cũng có nướng con gà mà dạng nướng lu bằng trong cái khạp. Cái khạp. Lúc đó nướng nói chung là đẹp, ngon. Hôm nay cũng lâu quá rồi, sẵn thấy cái quái lò đó, nhờ cha làm lại cái lò này để bữa nay nướng ăn lại. Cái này là theo ý của em là hơi thiếu cái dầu hào á. Nè, đường chưa tan nè, mình xoa cho nó tan ra. Nè, còn hột đường nè. Đây, bữa nay hơi trễ á bạn. Cái này ướp để tầm 1 tiếng ha. Đúng rồi, 1 không, tiếng. Mình ướp bằng hơi, mình còn nhúng than nữa các bạn. Trong thời gian đó là mình nhúng than. Nhìn ướp là thấy ngon rồi đó. Mà quan trọng hơi nướng như thế nào nè. Nướng này ngon hơn nướng chế rồi. Còn cái tết luôn không? Cho cái gia vị nó vô trong cái bụng. Bằng ướp ngon ngon cái nướng cái lò nướng của cha thành công nữa. Bữa mình nhận đặt gà. Nhận đặt gà nướng nhậu thôi nghe chứ không có làm gì khác. Cái lò nướng đó biết nướng gì là tịch nhất không? Ba gọi á. Dạ, ba gọi bằng miếng xả với ớt ngũ vị hương nữa ha, làm như miếng ba gọi quay vậy đó. Mình móc được con rồi, giờ móc thêm con nữa. Nghe cái bụp vậy là vô đó bạn. Vô. Ừ. Cho nó sát vô một chút. Nọ. Mà quan trọng nó căng chưa, giả lên coi. Ổn. Ờ vậy là cũng ổn rồi. Cũng được rồi. Đưa đầu vô. À. Không sao. Tại cái phần rồi, này rồi. Là chín lâu chín thì thấp xuống chút cũng được. Tí nữa mình trở lại quận nữa bạn ơi. Ừ. Mình móc ở dưới lại nữa thì mình đưa cái đầu kia xuống trước lại. Ừ. Rồi vậy được rồi. Rồi. Cái lò than em thấy sao, Băng lửa than im chưa? Em chính là đang băng để cái hướng này. Chính rồi đó, để rồi. Rồi lụm. Khoan, cho coi cái lò cái. Cái lò lắp ráp. À lửa gì nó không táp nữa ha. Mình có khoan sẵn 4 cái nè. Giờ mình cho sản phẩm lên. Khoan rút gà ra mới đút vô được chứ. Không, nhưng mà để cho cha cái con sát vô. À. Bởi vì đây em mới đút sẵn. Bằng hắn tí nữa. Bên này nè. Bên đây lỗ đang được. Nóng, nóng tay nha. Nóng anh coi. Rồi, ok. Nằm lắm á. Chỉnh chỉnh. Bây giờ chỉnh hai gà cho nó đều ha. Ừ. Có dính thành không? Có dính thành không? Để coi. Không, có mỏ. Có mỏ dính một chút. Có mỏ là vấn đề rồi, để nắp lửa coi.
Trời thơm vậy? Uống mới vô thơm liền trời. Tại cái gia vị nó rớt xuống đâu. Trên gió nè. Đó. Thơm hết đâu. Thơm mình ngồi trên gió chưa mà. Dạ. Đó. Đó. Hai ốc ốc còn có ý kiến gì nữa. Bây giờ gót cà gù để đi em còn nó thơm thế hay là người đó uống cốc. Uống xong rồi. Tới là chưa thơm đó tới trà cốc nè, trà mới thơm. Em sợ á. Nói chung là bị ai có nghe phát hiện được mùi thơm mà người đó không bị nhiễm Covid. Không thấy là có lý á, giờ gót gù đi. Xay về gà chín xay chê. Gót gù mà ai phát hiện mùi thơm chắc Út với Quang không thơm cũng nói thơm. Thả thơm chứ có. Ông ơi, cho tôi xay không kịp á. Cháu mà nói cái đó là không được. Thơm. Thơm đó. Còn đồ yếu rồi, bảy giờ trước, đừng cấp giờ trước nữa. Nóng lắm. Bây giờ là Băng đã pha cái chén bầu điều với mật ong sẵn rồi nè cả nhà. Tí xíu nữa mình sẽ quét lên gà. Ô cái tô nước chấm cũng hấp dẫn à. Muối ớt chanh. Em múc ra sẵn đi. Mọi thứ là sẵn sàng rồi, chỉ đợi gà thôi. Thì cái nì gao mình ô. Băng bữa nay màu mè qua lá hẹ nữa nè. Bắt đầu màu mè đó. Không đẹp chứ. Nói chung là chín rồi đó. Chín rồi, như đã rồi. Chín là nó chín rồi, nhưng mà mình đợi cho lên nó vàng lên nữa. Tha đều nguyên con gà luôn hả ba? Ừ, đều. Cái màu này nó không. Bây giờ thậm chí cái chỗ kia, chỗ đỏ thì có tha cũng được. Ít than chút xíu. Dạ. Ít nặng tay chút xíu. Em chưa biết gì hết. Em một năm nữa lóc chạy ra đây rồi. Ừ. Thì tao cũng phải phải đốt rồi. Đốt hơn hả cha? Dạ. Cái mặt ong cho nó vừa bóng mà vừa có cái màu mà vừa lại vừa ăn nữa. Ngọt ngọt á, đốt ngoài nó ngọt ngọt. Còn màu điều là cho nó màu nó đậm hơn. Gần tựa con gà lúc đầu hai đứa mình nướng nữa bác. Gần tựa chưa? Gần tựa. Trên còn nóng hả bà? Nóng lắm luôn á. Em mới đem ra cái bẹp mà. Dĩ quét được đó. Dưới đi. Cái nào mà kỳ công đợi lâu ăn nó mới ngon. Tại vì đợi lâu đói bụng lắm. Chủ yếu là đói bụng à? Chủ yếu đói bụng thôi. Lúc đó là cái gia vị bây giờ vừa ăn hay là không vừa ăn hay là mặn lạt gì nó cũng hết quan trọng rồi. Tha lên nhìn nó bóng bóng, nhìn nó đẹp ha. Ừ. Mặt ong cũng bóng mà màu điều, cái nào cũng bóng cũng màu hết trơn. Nhìn con gà ướt át ha. Em là món ăn món nào ướt át gì đam mê lắm. Đậm đà. Cái chuồng tuột bên kia. Dạ. Được chưa cha? Băng chưa? Em thấy sao tự nhiên nó lửa quá vậy ta? Nó mới rớt dầu xuống nó không sao đâu. Rồi đậy lại, hồi nãy đậy lại cái nó tắt à. Dạ. Dạ. Đẹp quá. Lâu rồi đó. Dạ, vàng không vàng thì dạ. Cũng cha cho mở ra đi cha. Rồi cho mở ha. Dạ. Đây tối rồi. Vàng vàng thì cũng dạ. Chín là ăn được. Nóng. U. Dừa có trái cạnh. Nhiễu, nó nhiễu. Vậy là dừa rồi. Chứ đợi đẹp như quay chợ chắc không nổi. Nè. Đây mình đâu có quay. Đúng rồi mình đâu có quay được đâu. Cũng im cả nhà. Cái mặt chính cái này đẹp rồi ha. Ừ. Này cái đùi cái này. Cũng kiền bọng tùm lum hết.
cái ơi. Rồi giờ để cho nguội nguội mới được băng nè. Cái này nó chóc cái da luôn nha. Chung vị là ngon lành rồi ha. Dạ ngon vậy hả? Quá trời ngon nè. Ngon nhất là cái chỗ này nè anh thấy. Thôi. Nè, chỗ này nè. Cái lõm này nè. Cái lõm nguyên cái đùi này nè. Già đã luôn. Không vô úp. Bữa nay mình nướng con gà xong là tối luôn rồi. Giờ anh Khải gót rượu ra nhà mình chuẩn bị làm xương xương với có mẹ với cha để ăn cơm buổi chiều luôn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Rồi giờ mình mời cả nhà ăn cơm nha. Thôi mời cả nhà, ăn, ăn cơm nha. Thôi mời cả nhà, chắc nhậu quá bữa nay. Cái lò bữa nay cái lò của cha là cũng thành công. Hồi nãy có một mà cái khúc cần cổ nó hơi còn ướt ướt á, mình có mình dùng cái lửa than mình nướng sơ lại ăn cái. Cái xương. Cái phần xương. Bây giờ cha đồ ăn chén cơm đi cho cũng chiều rồi đói bụng rồi. Xong cái mình làm vài ly chơi. Có phải lấy đồ thợ thợ rớt rau cho Út gấp tới hả? Tới. Dạ, Út tới rau rồi. Út cho cảm nhận lò quay nhà hàng quê hương đó Út. Ngon, ăn nước ngon. Dạ. Nó không khô, nó thơm. Dạ. Còn chín nước chấm sau lưng nha. Sao anh Khải? Da giòn, giòn này không phải giòn như heo quay đâu nha. Dạ. Giòn như kiểu mà. Nó dày mà nó có lớp mỡ nó giòn giòn giòn, giòn, giòn như da heo vậy chứ mà không phải da heo quay. Ờ đó. Đầu bếp thưởng thức cho cảm nhận bữa nay mình nêm ngon không? Cười sao? Em nêm là khẩu vị của em lúc nào cũng phải vừa ăn rồi đó. Vậy hả? Ý nói là lúc nào cũng phải ngon rồi đó. Vậy chưa? Người ta nói cũng có lúc trúng lúc thất, cái này là mình trúng không ha. Thật ra nó còn nước ở trong này đó. Nó mềm hơn, nó dạng như nó mềm hơn là mình nướng. Mình nướng kia không ngon bằng này. Nướng kia nó khô. Nhịn mâm gà hết hồn. Anh Khải ăn đừng quên nhiệm vụ nha anh Khải. Dễ gì quên. Ủa em nói gì anh cầm ly rượu lên trời. Mà ngon quá cũng mời cả nhà chung chung với mình đi. Rồi quá. Chứ giờ rồi, giờ mời cả nhà. Cái này 1, 2, 3 vô. Mồi bén nhân phải làm vài ly nó mới tiêu. Ấm lòng ha. Cái gì ăn không? Cái gì ăn xăng lại. Phải ăn múc. Ngon không? Mọi người trong nhà ai cũng đói bụng rồi. Giờ này chiều tối mình quay cũng sụp trời, nó hơi tối một tí nha cả nhà. Mẹ nãy trong nhà nấu chè hả mẹ? Vậy là nhậu xong là tối có chè ăn anh Khải ơi. Bữa nay là rượu chè là có thật ạ. À. Nãy mẹ trong nhà nấu chè, tại món này băng ướp xong cái mình nướng luôn. Vô nấu. Cái mẹ ở nhà nấu chè tối về, cái tối vô nhà cái gia đình ăn chè. Chè đậu trắng. Mẹ nấu chè đậu trắng với nếp hả mẹ? Đậu trắng với nếp. Dạ. Với nếp nấu chừng. Nãy nếp nấu mẹ rồi. Cũng không nhiều không? Nhà Long mà. Không có, ý là nếp cũng nhiều quá. Dạ. Cái dậu cái giấy không nếp
nhiều vô coi nồi chà bá không nhiều tật. Bán tận nồi bán. Nói là cái nếp với cái đậu à, tỷ lệ hả mẹ? Nó cân với nhau ha. Dạ. Nếp không? Cha nói nồi chà bá. Nhìn thấy sợ. Cái nếp cái đậu là nhiều lắm á. Dạ, cái nếp cái đậu nó nở ra nữa. Dần lắm cái nếp nó nở ra chứ phải. Cha thì cha không có đậu ngọt, đậu chè nữa. Chè đậu trắng hả? Ừ. Chè trắng thì im. Im không? Im, Út thích ăn chè đậu trắng hơn các chè gì. Cái chè đậu trắng Út có cái nước cốt dừa mặn mặn á, chan lên phía trên á, đã lắm. Út chỉ có thấy đâu, chè đậu trắng là số 1. Vậy hả? Thấy chè kiều thích chè đậu trắng. Đã ta luôn. Yeah. Vậy nó vậy ngon trời. Ngon á, băng em cũng bài luôn. Dừa trong ly đủ không? Đủ. Chị ly với nội là mình để riêng rồi. Nội đem vô rồi. Chơi bóc luôn. Gà mình bóc luôn. Cơm bóc luôn. Cơm cha bóc luôn mới ghê kìa. Gà em bóc thì nghĩa lý gì đâu. Chơi giống như đi đâu đi ăn ngoài ruộng đồ chứ. Bóc luôn. Con nguội á, bắp con nguội ăn với mắm rồi đó. Nói gì ha? Ăn với mắm mà như đạn á. Như đạn. Nó hiểu ngủ chơi không? Anh đó anh đi Vĩnh Điều hả anh hai? Ừ. Mặn không anh Khải? Không. Em lấy xước cái đó em tính mặn. Cái miếng của cũng im đó. Đó. Như cha ở đây cái nè. Da nó thấm lắm. Như ngủ ví dụ như cái phần da nó thấm thấm mình ăn nó im á nha. Dạ. Em rất ăn da đó. Hai anh em ngồi xa xa nhau. Anh cũng khoái ăn da nữa, hai thằng dành lắm. Quá nó cũng hội liên hiệp phụ nữ cũng thanh niên ừ, đâu mình đây cũng dẫn cũng y chang mình đấy. Vô cái nữa thôi. Vô cái nữa đi. Cầm mạnh đi nha. Không. À vô nha. Vô. Nay chơi nhậu cứng cứng luôn. Tập thể dục mới đã. Sướng. Cũng mấy bữa không nhậu không? Hai ba bữa hả? Thủ cũng còn nguyên luôn không vậy. Hai ba bữa nay không nhậu. Gà đó cha nghề câu nghề lưới gì cũng đầy đủ chứ một ừ. Đâu có bỏ nghề nào là ai cũng đa số cha với ông nội đi chăn lưới ở xứ khác nữa kìa mùa nào thì làm theo cái kiểu đó không mùa này làm gì cha chỉ con đi kiếm mớ cá mắm gì vậy lâu quá lục mùa này là cấm câu liêu riêu được nè cấm câu suốt luôn chứ dạ mùa này hồi xưa đâu có làm lúa đâu tới tháng 10 mới thôi ừ. Rồi tháng 10 tới đổi nghề khác rồi còn vẫn còn luôn ừ. Rồi rút vỏ nhỏ diện tích lại ừ. À, theo lung theo bào neo cua gió bớt á đó hay neo cua ha gió bớt là cấm mùa nhái nữa ít ăn lại ngộ dạ yeah. Ê gan đó trai mình nói bậy không phải ít ăn mà bị nếu cấm mùa nhái bằng ngày bị neo bằng ngày luôn ngày đêm cấm suốt nhái thì cá rô rồi cá chê rồi cá sặc nó rỉ riết rồi yeah. Ở đây nó có con cua yeah. Mấy con cá kia hùng nào rớ cho chỉ có cá lóc mình đã nói cái neo mùa cua là ví dụ thường thường mình cấm mồi nhái rồi cái bay lớn gì yeah. Hai con ba con bốn con năm con một ký cá lóc ha mà đến chừng cấm mồi cua là bèo nhất là ba con ký hai con ký cá nhỏ luôn dám ăn hay sao cha ờ cá nhỏ nó đâu không phải mồi của nó dạ yeah. Vậy là cá còn bự con cá bự là có nghĩa là chừng đó cỡ đó là thiếu mồi rồi là con cá bự nó mới ăn dạ vậy là cấm mồi cua bắt nó bản năng sinh tồn là con mấy con cá bự nó mạnh hơn mấy cá nhỏ dạ vậy là mồi cua lớn nè vậy khi mà lớn nè cấm câu mồi cua là mình ăn cá lựa tức là cá bự không à bây giờ đi kiếm cua đâu gà mà cua mà cua không phải là con nào cá cũng ăn đâu mà nha có con cua vàng á cua vàng có nghĩa là con cua mà nó màu vàng lắm kìa vàng cũng như nè là con cua nó mạnh lắm là cá không nó cứng à ngộ quá nó dữ dạ
đang cắm thì mình đi ngang động cái là đồ ơi, nó móc lên móc ngay cái mai nè. Móc xíu bên nè. Dạ. Móc xíu bên cái mai cặp mắt nó móc xíu móc bể cái mai luôn kệ đó. Dạ. Móc xíu à. Mà mấy con cua kia đi ngang bình thường, còn nó là mình đi ngang nó sừng kiểu mình đi động nó sừng. Dạ. Cần quá cái càng á. Ờ. Đem về sao làm thao nè, đổ ra nó được thao vậy. Mà cá thì ham lắm kìa, cá non nó mềm lắm kìa. Cá bự mà. Một cua. Cua thì cắm mồi cua thì tháng 7 tháng 8. Nó làm đồng. Ừ. Mà mới cấy đâu có một. Mổ bụng ra là con cua trong bóc nhau. Nó mềm ngon lắm, không phải cá lóc như vậy đen đen thui mà cứng đơ đâu. Nghề cá đó là mẹ có đi với cha luôn không hay là thông thường cha? Có cậu Năm á, cắm á. Dạ. Thấy hào lắm, đó cá dữ lắm. Cái thùng phi á, nhà này rộng là bằng thùng phi không à? Dạ. Rồi rộng là bằng thùng phi vậy hả? Đậu sẵn. Lúc cha mẹ ăn nhau thì ít cá rồi. Ít rồi. Ít rồi. Là thời cha còn thanh niên hả Út? Ừ, còn thanh niên thôi. Lúc con nhỏ nhỏ thì cha con đi cắm câu mà sáng là kêu đi cân. Cần cá chè vàng rồi nè, cần lận nhiêu 20-30 ngàn, 30-40 ngàn vậy. Mà cái xô đó là nửa xô đó, 20-30 ngàn, 30-40 ngàn là nhiều rồi đó, nhiêu đó. Có bỏ sót cua nhân không ta? Mới gọi nha. Chỉ có anh chưa uống nè, uống nè. Anh quên kiểm soát. Múc qua mảnh mấy ly chắc nó cũng không. Đừng có thông chốt nha nha. Anh lo quay phim anh quên. Thông chốt là không được à? Bữa nay quyết định là nhậu mà. Mà đó cha mới biết nhậu, nhậu vô say dữ không cha? Cha nói bây giờ tao không say nữa không chịu đó. Anh gãi hỏi ngộ rồi hả bạn hả? Nhậu không say. Mới biết tập nhậu chắc mệt người ha. Uống khoảng 5 ly này á, người trong máu mày nó nóng mà nó đầu nó nhức như gì. Ông thầy 10 dân con biết gì nữa? Ủa, cá độ nhậu. 10 dân biết gì nữa? Là bài Út nhậu đó. Ly sĩ. Út học lớp 10, trong đầu cuối lớp 10 là ông bài nhậu đó. Vô nhậu với tụi nó uống được 2 ly này mày ngụm chứ mấy. Nó lần lần chút. Hồi lần lần rồi đó. Tao chả thấy gì hết thiệt luôn á. Dạ. Con muốn không thấy gì nó hết thấy được luôn. Cha là chả bông no hả? Không có gì mà kiểu như mỗi lưng là miếng chứ không có gì là. Nói chứ cũng tối rồi, mình uống ly này nữa mình kết thúc video ở đây. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Thôi hẹn cả nhà gặp lại lần sau nha. Rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha.